Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin podcast 6 giờ sáng hàng ngày của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những tin chính chúng tôi sẽ gửi tới quý vị. Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu xử lý nghiêm vụ xe tông tử vong cô gái ở Hà Nội. Phi công treo 10 mét lơ lửng trên cây giữa mưa rừng như thác đổ. Khẩn trương khoanh vùng tìm kiếm máy bay quân sự Jak 130 rơi ở Đắk Lắk. Thế giới chấn động, ông Trump trở lại Nhà Trắng theo cách đầy bất ngờ. Philippines khẩn trương chuẩn bị với cơn bão Jinsen. Ukraine chuẩn bị kịch bản cho thời đại Trump 2.0, tìm kiếm sự bảo vệ lâu dài. Thời tiết ngày 8 tháng 11, bão Jinsen gió mạnh giật trên cấp 17 hướng thẳng vào Biển Đông. Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Nhân dịp ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 11, Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Trong điện chúc mừng, lãnh đạo cấp cao Việt Nam khẳng định, Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc đã được gây dựng bởi nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước trong gần 3 thập kỷ qua, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất cũng như nhiệm kỳ mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, bền vững vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã gửi điện mừng tới Phó Tổng thống đắc cử James David Vance. Ông Donald Trump, 78 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 để trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ông sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã hai lần tới Việt Nam. Lần đầu tiên là vào tháng 11 năm 2017, ông thăm Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Lần thứ hai là vào cuối tháng 2 năm 2019, ông sang Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phi công kể thời khắc quyết định bật nút nhảy dù khỏi máy bay quân sự IAK-130. Sáng ngày 7 tháng 11, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến Bệnh viện Quân y 13 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thăm hỏi sức khỏe hai phi công nhảy dù thoát khỏi máy bay quân sự IAK-130 rơi khi đang bay huấn luyện, đang được chăm sóc tại đây. Hai phi công đã kịp nhảy dù trước khi máy bay rơi là Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 940 và Thượng tá Nguyễn Khổng Quân, chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 940. Hiện, sức khỏe của hai phi công đã ổn định và đang được các y bác sĩ chăm sóc và theo dõi. Treo lơ lửng cách mặt đất 10 mét. Trên giường bệnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân kể, lúc thực hiện nhảy dù, khu vực bên dưới là rừng rậm, ông không tiếp đất ngay mà bị treo trên ngọn cây cách mặt đất khoảng 10 mét. Trước khi thực hiện động tác nhảy, tôi quan sát từ trên xuống thì thấy bên dưới toàn là rừng. Tôi cố gắng tránh rừng cây nhưng điều kiện thời tiết lúc đó xấu quá. Khi phát hiện được thì đã muộn, nên khi rơi xuống bị treo ở trên cây, Thượng tá Quân kể. Lúc này, Thượng tá Quân thực hiện các động tác để thoát khỏi dù và bám vào thân cây. Tôi làm động tác nhún để đảm bảo chắc chắn trước khi thoát khỏi dù. Trong khoảng hơn 10 phút, tôi mới thoát ra khỏi dù rồi bám vào thân cây để xuống, Thượng tá Quân nhớ lại. Sau khi tiếp đất, Thượng tá Quân nghỉ ngơi một lúc, sau đó sử dụng các phương tiện để định vị nơi rơi xuống. Lúc tôi rơi xuống, không có sóng điện thoại nên tôi đi hướng ngược lại theo hướng máy bay trước khi nhảy dù. Sau đó tôi leo lên đỉnh núi cao khoảng 700 mét thì có sóng điện thoại, lên một lúc nữa thì có sóng 4G, Thượng tá Quân kể tiếp. Khi có sóng điện thoại, Thượng tá Quân gửi định vị cho các đồng đội và lực lượng tìm kiếm, sau đó ngồi yên vị trí, không di chuyển tiếp. Lúc đó thời tiết mưa to gió lớn. Tuy nhiên, bằng các bài học sinh tồn, tôi tránh vào vị trí có núi để cảm bớt gió, tránh cái lạnh, Thượng tá Quân kể. Còn Đại tá Nguyễn Văn Sơn, dù trên người có nhiều vết xây xát ngoài da, nhưng sức khỏe đã ổn định. Trung tướng Phạm Trường Sơn và ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định dành nhiều lời động viên hỏi thăm sức khỏe hai phi công, đồng thời khen ngợi tinh thần dũng cảm trong tình huống mưa gió, bằng nghị lực, bản lĩnh đã vượt qua khó khăn để sinh tồn và báo vị trí cho các đồng đội, lực lượng tìm kiếm. Máy bay rơi do lỗi kỹ thuật. Theo Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đài radar trong khu vực đã xác định được thời điểm máy bay rơi nên có thể xác định được khu vực. Tuy nhiên, theo Trung tướng Sơn, để tìm thấy máy bay phải mất thời gian do thời tiết mưa lớn nằm trong rừng rậm, khu vực rộng. Trong rừng có những con suối cắt ngang, chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.
Theo Trung tướng Phạm Trường Sơn, hiện có 10 tổ đội, gồm các lực lượng của đơn vị phòng không không quân, công an, kiểm lâm, đi đường bộ để tiếp cận khu vực máy bay rơi. Trung tướng Sơn cho biết, ngay trưa ngày 6 tháng 11, các lực lượng đã đi tìm kiếm máy bay và phi công. Tuy nhiên lúc đó, ưu tiên lớn nhất là tìm cho được phi công và đây cũng là mục đích lớn nhất. Vị trí máy bay rơi cách sân bay Phù Cát khoảng 90 km. Đến nay, các lực lượng đã tiếp cận gần khu vực máy bay bị rơi. Các lực lượng phải đi đường bộ thêm mấy cây số nữa mới tới khu vực núi nghi là vị trí máy bay rơi. Sơ bộ là lựa kỹ thuật nên máy bay rơi, nhưng muốn xác định chính xác nhất phải tìm được hộp đen để giải mã, Trung tướng Phạm Trường Sơn nói. Sáng ngày 6 tháng 11, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức ban bay huấn luyện ngay tại sân bay Phù Cát với máy bay IAK-130, số hiệu 210D. Bay bài 208, bay đường dài, không vực, xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp do Đại tá Nguyễn Văn Sơn bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân bay buồng sau. Đây là chuyến bay đợt 3, là chuyến thứ 2 của phi công buồng trước trong ban bay trong ngày. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 38 khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân liên lạc chia sẻ vị trí tọa độ về đơn vị. Tiếp đó, lúc 19 giờ 25, Đại tá Nguyễn Văn Sơn liên lạc chia sẻ vị trí tọa độ về đơn vị. Đến 20 giờ 10 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận và cứu hộ thành công Thượng tá Nguyễn Hồng Quân tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đến 22 giờ 10 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm được Đại tá Nguyễn Văn Sơn. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu xử lý nghiêm vụ xe tông tử vong cô gái ở Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tập trung lực lượng, biện pháp, điều tra, xác minh, khẩn trương xử lý nghiêm minh vụ việc nhóm thanh thiếu niên phóng xe tông tử vong cô gái ở Hà Nội. Liên quan đến vụ việc, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. Tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội. Theo đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tập trung lực lượng, biện pháp điều tra, xác minh, khẩn trương xử lý nghiêm minh vụ việc, bảo đảm đúng người, đúng tội, kể cả đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo đúng quy định của pháp luật. Gian đe, phòng ngừa chung, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân cung cấp sớm đưa ra xét xử vụ án. Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm mọi hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép tại Hà Nội. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Khẩn trương khoanh vùng tìm kiếm máy bay quân sự IAK-130 rơi ở Đắk Lắk. Chiều ngày 7 tháng 11, nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin từ Trung đoàn Không quân 940 thông báo về khả năng máy bay IAK-130 rơi ở địa phận tỉnh Đắk Lắk khi đang huấn luyện. Có hai luồng thông tin, một luồng nghi máy bay rơi ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp, một nguồn khác cho rằng máy bay rơi ở huyện Buôn Đôn, nguồn tin cho biết. Cũng theo nguồn tin trên, hiện lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng nhiều đơn vị tại huyện Ea Súp, huyện Buôn Đôn để tìm vị trí máy bay rơi. Chúng tôi phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự hai huyện Ea Súp, Buôn Đôn và cả người dân để tìm kiếm thông tin vị trí máy bay rơi. Hiện chưa có bất kỳ thông tin nào đáng tin cậy. Tuy nhiên, có người nói đã nghe tiếng nổ và tiếng máy bay ở địa phận huyện Buôn Đôn, theo nguồn tin. Sáng ngày 6 tháng 11, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức ban bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định với máy bay IAK-130 do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 940 bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 940 bay buồng sau. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 38 phút khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đến tối 6 tháng 11, hai phi công liên lạc về đơn vị, báo cáo vị trí, sau đó được lực lượng tìm kiếm đưa về an toàn.
Thế giới chấn động, ông Trump trở lại Nhà Trắng theo cách đầy bất ngờ. Chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử gần đây phản ánh sự bất bình mạnh mẽ từ cử tri đối với chính quyền đương nhiệm, đặc biệt về các vấn đề kinh tế, an ninh và chính sách đối ngoại. Trump đã tận dụng sự thất vọng này để hứa hẹn sự thay đổi lớn cho đất nước, bao gồm các cam kết cắt giảm thuế, thúc đẩy kinh tế trong nước và bảo vệ biên giới. Lời hứa này đã thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ, đặc biệt từ các khu vực vùng quê và những người lo ngại về tình hình xã hội và an ninh. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ các nhân vật nổi tiếng như tỷ phú Elon Musk đã tạo ra sức mạnh đáng kể cho chiến dịch của Trump. Musk, với ảnh hưởng lớn trong kinh doanh và các hợp đồng liên bang, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự ủng hộ cho Trump. Thêm vào đó, những sự kiện đáng chú ý như vụ ám sát hụt ở Pennsylvania, nơi Trump vượt qua thử thách về thể chất và tinh thần, đã tạo nên một biểu tượng mạnh mẽ về sự kiên cường, củng cố hình ảnh ông như một nhà lãnh đạo không dễ bị khuất phục. Với chiến thắng này, Trump không chỉ lấy lại Nhà Trắng mà còn có khả năng giúp Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, mở ra một kỷ nguyên mới cho chính trị Mỹ, với sự ủng hộ từ các cử tri cảm thấy rằng ông là lãnh đạo được định mệnh chọn lựa để cứu vãn đất nước. Philippines khẩn trương chuẩn bị với cơn bão Yinsing. Giới chức Philippines đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó với cơn bão Yinsing, cơn bão thứ 3 trong tháng này đang tiến gần đến quốc gia này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Del Toro, thông báo rằng các chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán dân cư, đặc biệt là những người sống ở các khu vực xa xôi và dễ bị ảnh hưởng nhất. Chính quyền cũng đã yêu cầu các cơ quan nhà nước chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực thiết yếu, bao gồm thực phẩm, vật tư y tế và các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp. Quân đội Philippines đã được đặt trong trạng thái trực chiến, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ và ứng phó với tình hình nguy cấp có thể xảy ra khi bão đổ bộ vào đất liền. Việc chuẩn bị kịp thời và phối hợp giữa các cơ quan chức năng được coi là rất quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng người dân. Cơ quan thời tiết Philippines Pagasa đã cảnh báo về cơn bão Yinsing hiện đang cách thị trấn Baler, tỉnh Aurora, khoảng 950 km về phía đông. Bão Yinsing có sức gió gần tâm bão lên đến 120 km/h và dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền vào tối 7 tháng 11 hoặc sáng ngày 8 tháng 11. Theo giờ địa phương, với tỉnh Cagayan ở miền bắc Philippines được dự đoán là nơi cơn bão sẽ tấn công đầu tiên. Để đối phó với mối đe dọa này, giới chức Philippines đã ra lệnh sơ tán người dân tại các khu vực nguy cơ cao và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Pagasa cho biết bão Yinsing sẽ mang theo mưa lớn trong suốt hành trình di chuyển, với lượng mưa có thể vượt quá 200mm ở nhiều khu vực. Dự báo có khoảng 24 triệu người sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão này. Sở Nông nghiệp Philippines cũng đã cảnh báo rằng gần 1,1 triệu hecta ruộng lúa và ngô có thể bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn và gió mạnh của bão Yinsing. Các cơ quan chức năng đang gấp rút chuẩn bị các biện pháp cứu trợ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Ukraine chuẩn bị kịch bản cho thời đại Trump 2.0, tìm kiếm sự bảo vệ lâu dài. Sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được xác định chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, Ukraine và các quốc gia phương Tây đã nhanh chóng lên kế hoạch ứng phó trước sự bất định tiềm tàng trong chính sách của Nhà Trắng trong 4 năm tới, hãng tin Reuters cho hay. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, hôm 6 tháng 11 đã nhanh chóng viết thông điệp chúc mừng trên mạng xã hội X và gọi điện để chúc mừng chiến thắng vang dội mang tính lịch sử của ông Trump. Hai bên thống nhất sẽ duy trì đối thoại và thúc đẩy hợp tác. Ông Zelensky cho biết, chính quyền Kiev kỳ vọng kỷ nguyên của một nước Mỹ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống đắc cử Trump và sự ủng hộ mạnh mẽ liên tục của lưỡng đảng Mỹ dành cho Ukraine. Tôi đánh giá cao cam kết của Tổng thống đắc cử Trump đối với cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh trong các vấn đề toàn cầu. Đây chính xác là nguyên tắc thực tế có thể đem hòa bình công bằng đến gần hơn với Ukraine. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nguyên tắc này, ông Zelensky viết. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Kiev tin tưởng sự lãnh đạo mạnh mẽ và kiên định tại Washington trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là điều cần thiết cho thế giới và cho một nền hòa bình công bằng, mà ở đó, nước Mỹ mạnh mẽ, Ukraine mạnh mẽ và các đồng minh mạnh mẽ trong cuộc đối đầu với Nga. Mỹ đang là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Kiev trong cuộc xung đột đã kéo dài gần 3 năm ở miền đông Ukraine và đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm cô lập Nga về mặt ngoại giao và tài chính quốc tế. Dù vậy, Kiev tỏ ra không hài lòng với Washington do chậm trễ trong việc phê duyệt các gói vũ khí cung cấp cho Ukraine và duy trì các ràng buộc khắt khe về việc sử dụng tên lửa có xuất xứ Mỹ tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Thời tiết ngày 8 tháng 11, bão Yinsing gió mạnh giật trên cấp 17 hướng thẳng vào Biển Đông.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hồi 1 giờ ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão Isin ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 167-183 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 5-10 km/h. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ đêm 7 tháng 11, bão tăng lên cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 4-6 mét, vùng gần tâm 6-8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng vùng núi sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ngày có nắng gián đoạn, từ trưa về chiều trên khu vực có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 23-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ C. Hy vọng những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật sẽ giúp quý vị bắt đầu ngày mới một cách đầy năng lượng và sự hứng khởi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe podcast Tin nhanh 6 giờ sáng hàng ngày của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin đóng góp của quý vị để chương trình ngày càng hoàn thiện và thực sự là người bạn hữu ích của quý vị. Kính chúc quý vị ngày mới tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.